Hôm nay Long Hoài rất vui được giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất có nhà vườn, có nhà rất là xinh xắn luôn ha anh chị. Rồi có cây ăn trái nè, như sầu riêng, dừa, bơ, mít, ổi, rồi hoa. Đó, khung viên hoa rất là nhiều luôn ha. Đó, rồi ngay chỗ kia thì chủ nhà đang trồng dưa leo. Đó, khúc phía dưới, ở dưới đây là có cái suối luôn ha. Và tổng diện tích cho cái thửa đất này là 3.065 m², trong đó sở hữu tới 300 m thổ cư và có một căn nhà bé bé xinh xinh y như là một cái view nghỉ dưỡng vậy ha. Tọa lạc tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 65 km thôi và kết nối giao thông rất là thuận lợi. Và từ vị trí thửa đất di chuyển ra cho tới biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm, suối nước nóng Bình Châu tầm khoảng 30 phút đi xe máy thôi ha anh chị, và 30 phút đi ô tô thôi ha anh chị ha, tầm khoảng 40 km thôi. Và xung quanh mình là có dân cư, rồi phía sau của mình á, là theo quy hoạch mới ha, theo quy hoạch mới là mình sẽ có khu công nghiệp, từ vị trí thửa đất di chuyển ra cho tới chợ, ra cho tới trường học thì chỉ có 1 km thôi là anh chị đã ra cho tới chợ, tới trường học rồi. Và cái thửa đất ngày hôm nay có nhà, có cây ăn trái được chủ mong muốn với giá là 5 tỷ 9 ha anh chị ha, cho diện tích là 3.065 m², trong đó là có 300 m thổ cư. Anh chị mình đang quan tâm một sản phẩm như thế này thì mình có thể thêm hết video ngày hôm nay ha. Ranh giới của chúng ta là từ đây ha, từ bên cái mí gạch xây bên đó mình đổ qua bên này á, là mình được 22 m mặt tiền đường ha anh chị. Đó, đường này là đường nhựa, đường nhựa rất là rộng rãi. Di chuyển thẳng hướng này là mình sẽ ra tới đường quốc lộ 56B. Thì đoạn nối quốc lộ 56B là đoạn từ Bầu Cạn để mà về tới khu công nghiệp Sona Deji Châu Đức, về tới Bà Rịa ha anh chị. Và từ vị trí thửa đất ngày hôm nay ra cho tới đường 56B là tầm khoảng 700 m thôi. Anh chị đã ra tới 56B rồi ha. Trước đất của mình đối diện bên đây là có trụ điện của nhà nước nè, có điện, có dây wifi. Xung quanh mình là có dân cư ha, phía đối diện bên đây là có dân cư. Đó. Rồi còn phía bên này á, đi thẳng vào trong đây á, là mình còn nhà nữa ha anh chị ha. Đó. Khu vực đây thì trồng cây ăn trái rất là nhiều ha anh chị. Rồi, cái cạnh bên này á, là mình được khoảng 100 m ha anh chị ha. Đó, cạnh bên này thì được khoảng 100 m. Còn cái cạnh bên này á, là mình được khoảng gần 100 m ha anh chị. Đó, lát nữa Long Hoa sẽ gửi sổ cho anh chị ha. Trước đất của chúng ta là có mấy cái cây nè. Đó, cây này giống như cây bồ cặp vàng vậy ha anh chị. Rất là xinh xắn. Rồi, ở đây thì được xây hàng rào kiên cố lại hết. Phía trước của mình là xây hàng rào kiên cố lại hết ha. Rồi, còn bên hông của mình là cũng đã xây hàng rào hết rồi. Đây là cạnh bên hông ha. Cạnh bên hông. Xây gạch lên khoảng 1 m. Rồi ở trên đây là xây hàng rào. Thì hàng rào của mình là khoảng 3 m đó ha. Khoảng 2 m rưỡi ha anh chị. Rồi đây là quang cảnh phía trước. Bước vào bên trong á là mình có một cái cổng. Cổng này thì khoảng 4 m ha anh chị. Đó, cổng 4 m. Cổng hai cánh 4 m. Rồi, bước vào bên trái của mình á là có mai nè, có trồng cây mai. Đó, mấy cây mai nè. Rồi bông hoa quá trời hết. Bằng lăng tím, bông 10 giờ. Đó, bông hoa mẫu đơn bằng lăng, ở đây có bông mai nữa. Rồi bên đây có nguyên một dàn dưa leo luôn ha, dàn dưa leo đã cho thu hoạch rồi, đã cho trái rồi đây. Đó, nguyên một dàn luôn. Rồi bên mé bên đây thì là có cây bơ nè, bên hàng bên đây là có nguyên một hàng bông nè. Bên đây có bơ, rồi bên đây sầu riêng, bên đây có mấy cây câu. Rồi cái vỉa hè này nè, cái hè của mình á là khoảng 5 m ha anh chị ha, 5 m chạy dài vô. Thì từ cái mặt đường á mà vô tới cái nhà của mình á là tầm khoảng 12 m ha anh chị, tầm khoảng 12 m. Đây là cái cổng ha. Đi vô khoảng 12 m là mình đụng cái nhà. Đó. Nhà thiết kế rất là xinh xắn luôn ha anh chị.
xung quanh của mình là có khung viên, mỗi mỗi cái đều xây khung viên hết. Rồi bông hoa bên kia có hai cái ổi đang cho trái luôn ha. Rồi bên đây thì hai chậu bông. Diện tích sàn của cái nhà này là tầm khoảng 30 mét vuông ha anh chị. Đó, có một phòng ngủ. Đây, phòng ngủ ha. Phía trước bên đây là có một cái cửa rồi. Đó, một cái cửa. Cửa cũng rất là rộng rãi. Bữa này khoảng 1 mét rưỡi. Cao khoảng gần 2 mét ha. Rồi cái cửa này là cửa chính. Đó, phòng rất là rộng rãi luôn ha. Và bên đây là cái đường luồng. Đó, đường luồng bên đây có kiến luôn. Rồi trong đây là toilet. Đây là chỗ nấu ăn. Cái chỗ nấu ăn là có một cửa luồng. Thiết kế rất là tinh tế luôn anh chị. Rồi bên đây làm chỗ rửa chén ha. Đây là cái bậc lan can. Buổi chiều là nắng bên hướng bên này ha anh chị. Đó cho nên là chủ nhà treo mấy cái rèm ở đây. Đó, treo mấy cái rèm xuống. Đỡ nắng. Ngay chỗ đây mình anh chị cô chú mình có thể là mình để thêm một cái bàn, bộ bàn nữa mình ngồi ngay chỗ đây. Đó, để mình có một cái góc nhìn ra ngoài khoảng sân vườn của mình ha. Đó, bên đây là bông hoa rồi nè. Rồi cây trái sầu riêng nè, cây trái sầu riêng rồi sang năm là cho thu hoạch hết rồi. Cây này lớn rồi ha anh chị. Sang năm chắc cho trái bói rồi. Cái phòng ngủ này là tầm khoảng 12 mét vuông ha anh chị ha. Phòng ngủ này tầm khoảng 12 mét vuông. Rồi còn cái hiên này cũng rất là rộng rãi. Để chắc cũng được hai bàn tiệc. Còn cái sân á, sân thì rất là rộng rồi. Ví dụ như anh chị cô chú mình chạy xe vô đây mình khóa cổng lại. Tại vì là cũng rất là an toàn rồi. Tại vì quanh cái nhà này là đã tường rào rồi kính hết rồi ha. Và xung quanh ở đây thì cũng có điện, có dây wifi rồi có hệ thống camera giám sát an ninh hết. Cho nên cũng rất là an tâm ha. Rồi đường dây điện. Điện thì đi điện nổi ha anh chị. Đó, đây một bóng đèn. Bên trong phòng ngủ vì tế nhị cho nên Long Hoài cũng không mở phòng ngủ ra để review kỹ cho anh chị ha. Rồi còn đây là phòng. Đó. Rồi tiến vào sâu ha. Ở đây là mình xài nước giếng ha anh chị. Nhưng mà cái khu vực này là có nước máy. Ví dụ như anh chị cô chú mình mà muốn vào nước máy thì mình vào ha. Còn nếu mà tưới nước á, tưới nước cho cây trồng thì mình nên tưới nước giếng thì nó tốt hơn, nó đầy đủ khoáng chất hơn ha anh chị. Ở đây thì đã có giếng rồi, có giếng khoan hết rồi. Đó. Thêm một cái nữa mà Long Hoài rất là thích ở dưới đây là nó có một cái dòng suối. Chủ nhà mới be lại, be cái dòng suối này lại. Đó, rồi làm cái cầu bắc ngang qua luôn. Sầu riêng ở đây chắc được khoảng 30 cây sầu riêng anh chị. Đó, bơ, mít thì cho trái rồi. Ở đây còn cũng gần 10 cây dừa nữa. Đây, ngay đây nó có suối nè. Đó, rồi ngay đây có một cái cầu bé bé xinh xinh bắt qua ha. Rồi, trước khi bước qua cái cầu bé bé xinh xinh là mình có một cái bậc thang cấp. Đó. 4 bậc thang cấp. Bước qua cái cầu. Đó, đây là cái cầu ha. Đó, thì cái cầu này là nó có cái nguồn nước nè. Đó, nước nó chảy từ trên bên đó nó chảy xuống đây. Chảy qua bên đây. Đó, nó chảy qua bên đây. Chảy xuống dưới kia chảy qua bên kia luôn. Đó. Rồi, hai bên cái hàng mương này á, hai bên cái bờ kinh này á, là trồng dừa. Đó. 1 2 5 cây, bên đây 5 cây nữa là 10 cây ha. Mít nè. Mít cho trái. Hệ thống tưới đều là tự động hết ha anh chị. Đó. Đây. Hệ thống tưới cây đều là tự động hết.
Đất ở đây thì tương đối bằng phẳng, đất đỏ Ba Giang. Đó, cái khúc bên này thì nó có sầu riêng, bơ. Rồi qua bên đây. Nói chung đất của mình là đã rào lại hết rồi, cho nên là dễ nhận biết lắm anh chị. Đó, rào xung quanh lại hết rồi. Đó, phía sau này là còn rất là rộng luôn ha. Phía sau này chắc khoảng còn khoảng hai sào, còn khoảng một sào đất á anh chị. Đó. Cây cách cây, cây sầu riêng cách cây sầu riêng là tầm khoảng 3,5 m một cây cây ha. Đó. Rồi, vị trí thửa đất mà anh chị cô chú mình di chuyển ra cho tới chợ là tầm khoảng 1 km thôi là ra tới chợ Sà Bang rồi. Ngay chỗ đó thì chợ Sà Bang thì nó cũng có trường cấp 3, cấp 2, cấp 1, rồi có trung tâm y tế xã. Để mà di chuyển ra cho tới thị trấn Ngãi Giao thì Ngãi Giao là thị trấn trung tâm của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này. Anh chị cô chú mình mất tầm khoảng 6 km thôi là ra tới thị trấn Ngãi Giao rồi ha. Sà Bang thì nó cũng tiếp giáp với lại Cù Bị, tiếp giáp với lại Kim Long, tiếp giáp với Lăng Lớn, tiếp giáp với Quảng Thành ha anh chị. Nếu mà anh chị cô chú mình muốn di chuyển ra chợ Kim Long thì mình mất tầm khoảng 2 km thôi, 2 km cho tới 2,5 km thôi là ra tới chợ Kim Long rồi. Kim Long thì buôn bán, hoạt động kinh doanh buôn bán cũng sầm uất lắm. Ngay đây có cái giò rửa tay nè, phía sau mình có bồn nước nè. Hệ thống tưới thì tự động hết rồi, hệ thống tưới bằng bét ha anh chị ha. Có cái bét nè, đây mình còn cái đường luồng nè, đường luồng bên đây. Phía trước đây có điện năng lượng mặt trời, một ngôi nhà còn quá đẹp luôn ha anh chị ha. Thì cái giá mà 5,9 tỷ á cho 3.000 m2, 3.065 m2, trong đó có 300 m thổ cư thì tính ra nó chỉ có 1.950.000 trên 1 m2 thôi, thì tính ra nó cũng rẻ. Nó đã có nhà rồi, có vườn cây ăn trái, đã có một mô hình hình thành sẵn rồi, cây ăn trái thì cho thu hoạch sẵn rồi ha anh chị. Như mít, đồ bơ, đồ ở kia có cây cây chôm chôm, cây chôm chôm là đã cho thu hoạch rồi. Còn sầu riêng này thì chưa cho, nhưng mà cho theo Hoài nghĩ cái cây này chắc sang năm là có trái rồi, sang năm là có trái bói rồi ha. Đó, vườn hoa cây cảnh rồi đầy đủ hết, không khí thì mát mẻ trong lành, dân cư đối diện của mình là cũng có dân luôn đó. Rồi còn nhà của mình là hướng đông nam ha anh chị ha, hướng đông nam. Rồi bây giờ Long Hoài xin đưa lay cam lên trên cao để gửi đến anh chị cô chú những hình ảnh trên cao ha. Còn đây là hình ảnh ở trên lay cam ha anh chị. Bước vào đất của chúng ta là có cổng rào kiên cố hết rồi, có sân vườn, có cây ăn trái, rồi một cái nhà bé bé xinh xinh ha. Nhà này kiểu như là homestay nghỉ dưỡng vậy ha anh chị. Đó, ở dưới ngay đây là có suối nè, rồi có cái cầu bắc qua, rồi có dừa. Cái cây bự bự này là cây chôm chôm ha. Rồi khúc phía sau này là chôm chôm. Mảng xanh ở đây tương đối nhiều anh chị. Mảng xanh ở đây là trồng sầu riêng, trồng bơ, trồng cây ăn trái rất là nhiều. Mảng xanh nhiều thì không khí nó rất là mát mẻ anh chị ha. Đó, khung viên hai bên của mình rộng rãi thoải mái. Còn đây là đoạn ở dưới cuối đất ha. Đó. Cái hướng này nè, mình chạy thẳng vào đây là còn có nhà nữa ha anh chị. Đó, còn nhà ở trong đây nữa. À, sở hữu một mặt tiền đường nhựa. À, đường nhựa ở đây là rộng rãi lắm. À, đường nhựa 6 m. Rồi vỉa hè hai bên, lòng lề đường hai bên nữa là khoảng 7 m ha. Ô tô, xe tải gì đi thoải mái, né nhau thoải mái ha. Đối diện của mình là cũng có nhà, cũng có dân cư. Hiện tại mà lúc mà Long Hòa đi quay á là ở đây đang đốt rác, cho nên là cái hình ảnh nó hơi mờ ha anh chị ha. Mong anh chị cô chú mình thông cảm.
Thì từ vị trí thửa đất này, xong rồi đưa lây cam bay ra quang cảnh xung quanh. À, tới ngay chỗ đây thì mình sẽ có một cái ngã ba, và cái hướng này mình đi thẳng là mình cũng sẽ ra cho tới đường Xà Bang Láng Lớn ha anh chị ha. Thì đường Xà Bang Láng Lớn là một trục đường kết nối để giao thông rất là quan trọng, nối giữa quốc lộ 56 để về tới thị xã Phú Mỹ. Thì vị trí đất cách thị xã Phú Mỹ là tầm khoảng 12 km thôi là mình đã ra tới khu công nghiệp Mỹ Xuân rồi. Còn hướng này là mình chạy thẳng là mình sẽ ra tới quốc lộ 56B. Thì đoạn đường nối quốc lộ 56B là đoạn nối giữa Bầu Cạn, đường Liên Sơn Liên Hiệp 2 để về cho tới khu công nghiệp Sona De Gi Châu Đức, là chạy theo một trục đường thôi ha. Đường đó cũng rất là lớn ha anh chị. Còn về quy hoạch chung của cái miếng đất này, quy hoạch nó là quy hoạch cây lâu năm, đất sạch. Đã sổ đã làm khu đo xong xuôi hết rồi, pháp lý nó rõ ràng, minh bạch, ranh giới rõ ràng. Bám theo cái trục đường mà để mình đi ra từ vị trí đất mà đi ra đường quốc lộ 56B là hai bên dân cư rất là đông ha anh chị ha. Bên tay trái màn hình của anh chị á, bên tay trái màn hình của anh chị ngay chỗ đoạn đây nè là đường Xà Bang Láng Lớn nè ha. Còn nguyên cái vạt lô cao su này á, là đã quy hoạch SKK hết rồi, quy hoạch khu công nghiệp ha anh chị. Đó, hướng này là hướng Xà Bang Láng Lớn nè. Rồi ngay chỗ đó có cái hồ trước mặt anh chị cô chú mình, có cái hồ đó là hồ đá bàn ha. Hồ đó là ngay chỗ khu công nghiệp Sona De Gi Châu Đức. Sân Gôn Châu Đức là hướng đó luôn ha. Thì từ vị trí thửa đất mà cách Sân Gôn Châu Đức, khu công nghiệp Sona De Gi Châu Đức là tầm khoảng 8 km thôi. Đó, còn cái hướng này là về trung tâm thương mại Kim Long. Thì vị trí đất cách trung tâm thương mại Kim Long là tầm khoảng 3 km thôi ha anh chị. Còn hướng này là chợ Xà Bang ha. Chợ Xà Bang là đi hướng này. Cách chợ Xà Bang, vị trí đất cách chợ Xà Bang, trung tâm y tế xã đó là tầm khoảng 1 km ha. Còn cái hướng này á, là hướng về sân bay Long Thành ha anh chị. Vị trí đất cách sân bay Long Thành khoảng tầm 12 km đổ lại thôi. Sân bay Long Thành là sân bay đang khởi công luôn ha anh chị. Còn hướng này là mình sẽ về tới thành phố Hồ Chí Minh. Về tới thành phố Hồ Chí Minh thì mất tầm khoảng 65 km thôi ha. Vị trí đất mình là ngay chỗ cái đám khói mà đang bốc lên đó anh chị. Đó. Đất của mình là hướng đông nam ha anh chị ha. Đất hướng đông nam. Xung quanh còn thì có nhiều dân cư, nhà vườn. Gần đây thì cũng có nhiều mảnh đang rao bán ha. 1.000 m² tầm khoảng 1 tỷ 7. 1 tỷ 7, 1.000 m² ha. Bây giờ từ vị trí thửa đất Long Hoài di chuyển ra ngoài ha. Cái bên nhà đây đang đổ rác cho nên là hình ảnh nó hơi mờ chút. Anh chị cô chú mình thông cảm ha. Cái hàng rào này người ta trồng đậu rồng nè anh chị. Bên đây là có nhà ha, nhà vườn. Phía trước nhà có cây mai, bơ, dừa. Rồi phía trước của mình là có điện đường, có dây wifi. Khu này thì dân cư đông lắm anh chị ạ. Bên mé bên này nè là nó có cái lô cao su ha. Đó thì cái lô cao su này á hiện trạng là của nhà nước, thì sau này á, hiện trạng mà trong quy hoạch mới của mình á, là nó đang quy hoạch là SKK, thì sau này nó sẽ làm khu công nghiệp anh chị. Còn cái vấn đề mà bao giờ làm thì lâu nay cũng không biết, thì cái nào mà mình biết thì mình mới nói thôi. Thì hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng ra là mình sẽ ra tới đường 56B. Thì đoạn đường 56B là đoạn nối giữa đường Bầu Cạn để mà về cho tới khu công nghiệp Sona De Gi Châu Đức, về cho tới thành phố Bà Rịa anh chị ha. Đoạn đường Bầu Cạn đó, đoạn đường 56B là cũng là một đoạn đường rất lớn, lưu lượng mà xe cộ đi lại cũng rất là đông ở trên đoạn đường đó ha. Ví dụ như mà xe đò, xe khách hoặc là xe container hoặc là xe hàng đồ là đi cái đoạn đường đó rất là nhiều. Còn ví dụ như ở đây, ở trong cái đoạn cái mảnh đất mà Long Hoài quay á, ví dụ như anh chị cô chú mình mà muốn mà đi xe đò hoặc là muốn xe đò hoặc là xe container gì thì đi lại thoải mái, tại vì mặt đường của chúng ta rộng cho tới
là 6 mét lận lề đường nữa là tính ra là tới 7 mét lận anh chị, lề đường mỗi bên nửa mét nữa là tới 7 mét lận đó, rất là rộng rãi. Ví dụ như mà anh chị cô chú mình mà muốn đi xe đò về tới đây á, thì mình chỉ cần book xe dịch vụ ha, xe ví dụ như xe Diều Huyền hoặc là xe Phước Thành, Đức Thành rồi đó, những cái xe mà để về Châu Đức thì nó sẽ chạy vào tới đây mà nó rước anh chị đi đi về về cũng rất là thuận lợi thôi ha. Đây là cái trích lục của mình ha anh chị, thửa 275-276, đất của mình là hai thửa liền kề ha. Xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 3.065 m², trong đó có 300 m thổ cư. Đây là hình dáng thửa đất ha. Mặt đường của mình là được 22 m, cạnh bên này á, từ thửa này ra tới đây là 97 m nè ha. Từ đây qua tới đây là 74 m, xuống tới đây á, ở bẹt qua này, đó, có 300 m thổ cư. Còn đây là sổ ha, sổ của thửa 275, tờ bản đồ 75, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sổ này thì 2.000, có 300 m thổ cư. Còn hình dáng của sổ này ha. Rồi, còn đây là sổ thứ hai ha. Sổ thứ hai là 276, tờ bản đồ số 75, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 1.037 m², hình thức sử dụng riêng. Hai cuốn sổ này là đã cấp đổi khu đo xong hết rồi ha anh chị. Đây, còn đây là vị trí của mình trên Google Maps ha, đất mình nằm tại đây. Đó, sau lưng của mình là có nguyên một vạt logo su này là quy hoạch SKK hết rồi ha anh chị. Đó, vạt logo su này là SKK hết rồi. Thì sau lưng của mình là có, sau đất của mình là quy hoạch SKK. Kế bên của mình là có dân cư nè, mật độ dân số nè, cũng rất là đông ha anh chị. Và nằm trên một trục đường nhựa. Đó, anh chị cô chú mình chạy thẳng đường này, chạy thẳng ra. Đó, chạy thẳng ra là mình sẽ đụng con đường này. Thì con đường này là con đường 56B nè ha anh chị ha. Đó, con đường 56B hướng này mình chạy thẳng là mình sẽ về ngã tư. Ngay chỗ đây là có trường tiểu học Lê Quý Đôn nè. Đó, rồi ủy ban dân xã Xà Bang là nằm trên đây. Hướng này là hướng của quốc lộ 56 ha. Đó, ngay chỗ đây là có khu dân cư Xà Bang nè, trường Trần Phú nè, chợ nó cũng nằm ở đây luôn ha. Đất của mình nó có cái ưu điểm là nó nằm ở giữa hai con đường lớn, thì con đường này là con đường Xà Bang Láng Lớn nè ha anh chị. Đó, đường này là đường Xà Bang Láng Lớn nè. Rồi con đường này là con đường Liên Sơn Liên Hiệp 2. Có nghĩa là con đường này có tên gọi Liên Sơn Liên Hiệp 2, đường này đi thẳng là sẽ ra là đường Bầu Cạn luôn ha, một tên gọi khác của đường Bầu Cạn. Rồi còn đây là con đường quốc lộ 56B, thì đoạn quốc lộ 56B là cái đoạn đường nối từ Liên Sơn Liên Hiệp 2, chạy thẳng một trục đường là mình sẽ về tới Bà Rịa, về tới Suối Nghệ, khu nghiệp Sona Digi Châu Đức, về tới Bà Rịa luôn ha anh chị. Đó. Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh chị cô chú mình đi theo con đường quốc lộ 51, cái mình tới ngay chỗ đây, cái mình có một cái trạm thu phí, thì ngay chỗ trạm thu phí này nè, mình chạy theo con đường Bầu Cạn ha anh chị. Đó, đường chợ Cẩm Đường nè. Đó, đường Bầu Cạn nè. Đó. Chạy thẳng con đường Bầu Cạn là mình sẽ về tới vị trí đất ha. Đó, chạy thẳng đường nè. Đó là mình sẽ về tới vị trí đất ha. Rất là dễ tìm. Thì từ thành phố Hồ Chí Minh mà về đây là tầm khoảng 65 km thôi ha anh chị. Đi đường cao tốc cho nên là nó cũng thuận lợi. Di chuyển nó cũng dễ dàng hơn ha. Ví dụ như ở Bà Rịa, ở Vũng Tàu. Thì ở Bà Rịa anh chị ở Vũng Tàu á, thì anh chị cô chú mình chạy thẳng một trục đường màu vàng này nè, trục đường 56 này nè, chạy thẳng lên. Đó, theo trục đường 56 mình tới ngay chỗ ngã ba Xà Bang, mình quẹo vô là mình sẽ vô tới vị trí đất rồi ha. Hoặc là Bà Rịa mình chạy thẳng lên thì cũng đi theo đường này. Thì từ Vũng Tàu á, mà anh chị lên á, tới vị trí đất á, mình mất tầm khoảng 40 km ha. Ở Bà Rịa thì mình mất tầm khoảng 20 km thôi. Về địa danh nổi tiếng á, thì ở Xà Bang nó có cái ca cao bắc, dịch vụ ca cao bắc Hồ Bảy Mẫu ha. Đó. Còn nếu mà anh chị cô chú mình di chuyển về Kim Long á, thì là sẽ có Hồ Kim Long. Và chợ Kim Long cũng là một trong những chợ đầu mối về thịt heo và rau sạch, cung cấp lại cho những chợ khác ha anh chị. Nói về dân số, mặc độ dân số thì xung quanh thửa đất của mình là dân số nó cũng rất là đông. Đó, có nhà cửa quá trời ha. Gần dưới con đường Xà Bang Láng Lớn. Đó. Rồi có một cái ưu điểm mà để phát triển, kích cầu phát triển chờ trong tương lai là cái nguyên cái vạt lô này nè, là hiện tại là đang quy hoạch SKK hết rồi ha anh chị. SKK có nghĩa là quy hoạch khu công nghiệp, thì sau này là mình sát với khu công nghiệp luôn ha. Nó rất là tiềm năng về lâu về dài. Anh chị cô chú mình đang quan tâm một thửa đất ở Xà Bang, ở Châu Đức, ở Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng diện tích là 3.065 m², trong đó là có một nhà vườn sẵn rồi,
nhà vườn cây ăn trái sẵn rồi, và mọi thứ là bây giờ mình chỉ cần dọn vô ở là thôi. Trong tầm tài chính là khoảng 5 tỷ ha, thì mình có thể tham khảo cái thửa đất này ha. Và kênh Bất Động Sản Long Hoài rất vui nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị cô chú để kênh Bất Động Sản Long Hoài ngày càng hoàn thiện mình hơn. Mến chúc anh chị cô chú mình sức khỏe. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Cảm ơn anh chị cô chú đã dành thời gian ra xem hết video.